mấy chị em nào mà thích ăn chân gà sốt Thái này, hải sản thay heo sốt Thái này kia đó, vào đây nè, mình chỉ cho một loại sốt Thái của bên nhà Thị Bông. Ta nói chọn ăn rất là ngon, hương vị rất là đậm đà nè. Một chai như vậy chỉ có mấy chục cành thôi, mình trộn tới 2-3 lần ăn rất là ngon luôn nè. Vì trong chai sốt Thái này á thì người ta cũng đã trộn sẵn hết rồi. Mình mua chai này về á thì mình chuẩn bị nguyên liệu để mình trộn thôi, cũng như mình như vậy nè, rất là tiết kiệm thời gian nha. Mình có thể trộn với chân gà nè, tai heo nè, hải sản trứng non, mấy món này á lai ra với bạn bè mình thì còn gì bằng nữa. Rất là tiết kiệm thời gian cho mình luôn. Được một món gỏi Thái trộn ăn rất là ngon luôn nè. Mình có thể trộn tại nhà, lựa những hải sản tươi sống, mình trộn với cốc xoài tắc hay là đu đủ bào nè. Rồi mình thích ăn cay á thì mình có thể cho ớt vào thêm nè. Vì cái chai này thì người ta trộn cay dừa nha. Chào tất cả mọi người, chân gà trộn sốt Thái của mình cũng đã xong nha mọi người, nhanh gọn lẹ mà mau nữa nha mọi người, nhờ vào chai sốt Thái này nè. Chai sốt Thái này á thì mình trộn được tới mấy lần nữa nha. Chai này có mấy chục ca nha mọi người, nó rất là thơm và ngon nha mọi người, cái vị rất là đậm đà luôn. Mình có thể là trộn với chân gà này, hải sản nè, hoặc là trứng non này kia đó, mình thích thì ăn sốt Thái thì mình trộn như gan như mình nè, nhanh gọn lẹ nha mọi người. Thôi mời tất cả mọi người ăn với mình nha. Lượm cái chân gà trước đi. Chừng nào nó bự bự mà. Cái thớt này rất là thơm nha. Cái chân này bự bự không, ăn nó đỡ, nó giòn. Mình luộc xong rồi á, cái mình ngâm lại nước đá, chân gà ăn rất là giòn nha. Chân gà găng không ăn đã làm sao. Nó đã lâu lâu quá làm món này ăn ngon ghê chứ. Chân gà trộn sốt Thái đơn giản dễ rồi, nhờ dạo chai này nha mọi người.